Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Anh em có thể thấy được là hiện tại thì mình đang live bằng cái cáp HDMI, bên đây là live khác. Đây là con Tab Plus của kẹo, đó. Thế nên là nói chung là cái kiểu này là chơi game ấy, thì mình sẽ phải setup nó nhiều thứ hơn. Đang tập chơi trên Tab Plus mọi người ơi. Thế này là chơi hơi gà xíu. Đây nó là con S9 của mình này, S9 thì mình không dùng chơi game, và còn con Sắc 2 nữa. Sắc 1 thì mình không có xài nữa, đây là Sắc 2 này. Mỗi con tỷ lệ màn hình nó khác nhau là anh em có thể nhìn thấy này. Đó. Nên là hầu như mà kẹo chơi game ấy đâu. Nó cực kỳ là khác nhau luôn. Con to, màn hình con to, con nhỏ. Cả con Tab Plus mình đang live nữa, màn hình nó cực kỳ là khác nhau luôn. Không con nào nó vừa vặn như nhau. Thế nên là nếu mà đổi điện thoại thì nói chung là kẹo chỉ chơi quen được duy nhất một máy thôi. Thì sẽ phải mất cái thời gian để chơi game anh em ạ. Được chưa anh em? Đây, chúng ta sẽ bắt đầu quay trở lại với trận đấu ngay bây giờ. Rất là nhiều bạn lại bảo là tại sao mà anh chơi gà thế. Thế nên là tôi hơi bị buồn anh em ạ. Không sao, chúng ta sẽ lại tiếp tục quay trở lại trận đấu. Lý do là bởi vì là mình đã chơi hai hôm quen 8 Plus, nhưng mà hôm thứ ba không hiểu sao tôi cập nhật lại iOS 12.3. Lỗi ngay cái lỗi xoay ngang ấy, kiểu điện thoại nó bị xoay dọc cái này anh em này. Đó. Thế nên là tôi lại phải restore, cả ngày hôm nay bận thì tối đang tham gia giải đấu của Nonoline thì đã hứa hẹn rồi nên phải tham gia. Thế là vác ngay con Sắc 2 vào chơi 30fps, nó rất kinh khủng anh em ạ. Đậu xanh có người này, mình không thèm bắn nữa ạ, không thèm bắn nữa. À, để coi nào em ơi mình chạy đâu hả em ơi. Yes, quá tuyệt vời, trông nó có vẻ gì nha bạn, không khó khăn mấy. Anh cua mà mọi người, nói chung là phải nói cho anh em nghe hiểu. Không, anh em lại bảo là tại sao mà lý do là bắn gà. Xin lỗi với anh em là bắn gà thì tôi đâu có làm YouTuber đâu, đúng không? Đó, làm sao mà vào trận chết luôn thì tôi đâu có làm YouTuber đâu. Quan trọng là máy nó khác nhau thì tôi phải mất cái thời gian chơi game lại á. Ok anh em ơi, nay cũng đi công việc bận về nữa nên là tối vội lên là setup luôn liền là livestream với anh em ạ. Em dùng Sắc 1, anh thì mới mua lên Sắc 2 em ơi. Thật sự là Sắc 2 nó chưa hỗ trợ 60fps. Anh em nào mà có thể là vào game bật 30fps coi. À không, bạn nào mà không hỗ trợ được 60fps thì máy nó rất là giật nhé các bạn nhé. Okay. Cái lúc mà kẹo bắn, cái nút bắn này là đang còn phải xem nút cơ, nút bom các kiểu là đều phải xem cả anh em ạ. Ngồi xuống cái đã. Yes. Ok, chỗ này nhá. Xong này nha anh em ơi. Con này à? Con này à? Ok, đã xong. Để qua nào. Đó, kẹo chơi rất là ngáo bởi vì là một cái nút mà kẹo chơi quen. Ok, đằng sau. Quay lại đằng sau một xíu này. Gắt à nha anh em ơi, từ từ. Từ từ rồi sẽ quen thôi à. Kìa, anh em ơi. Ok, nó kìa. Đổi qua format cái nhìn em Ska nhá. Ska vào đây, Ska chào này. Chào chơi mông này. Chúng ta sẽ cùng theo dõi một chút. Nhiều khi là kẹo muốn tiết kiệm thời gian là chim để nói chuyện với anh em, cho anh em hiểu là tại sao mà mấy ngày nay kẹo chơi chán thế, bởi vì là nó là như vậy. Thằng nào chạy kia. Thằng chạy như vậy. Yes. Đã bắt đầu làm quen được dần hơn với con 8 Plus và chắc chắn là sẽ có thuốc 1 cho anh em nhá. Anh em chờ kẹo xíu ạ. Anh em yên tâm nha, tiếng thằng nào nạp đạn rất là gần anh em ạ. Có lẽ là ở căn nhà kia, đúng rồi anh em ạ. Đó, chơi quen cái khác hẳn và lên mạng liên tục anh em ạ. Nói chung là các bạn cũng phải từ từ. Nếu mà ai fan sẽ kẹo sẽ biết, còn những các bạn nào mới xem và comment phán linh tinh thì kẹo khá là ghét. Hello anh em. Đây, hello mọi người, chúc mọi người xem live vui vẻ nha. Kẹo nó rất là bận nên là còn chưa có clip review cái nút vàng cho anh em xem nữa cơ. Đấy, nó là cái lý do các bạn ạ. Là cái lý do mà tại sao nãy giờ mà kẹo chưa ăn được kill nào. Bởi vì là từ từ đang mới tập chơi lại trên 8 Plus nên là sẽ cần cái khoảng thời gian để mình quen tay đã. Anh em có thể thấy là những cái pha mà mình nhìn thấy kẻ địch, mình rất là do dự mà mình còn chưa click vào nút bắn nữa cơ. Còn nếu chưa quen thì cầm bắn súng xoẹt xoẹt, ai tôi cũng cần được luôn anh em, mà không phải ngại. iPhone 8 Plus nó là một cái thiết bị ổn định, nhưng mà mỗi tội là 8 Plus livestream cực kỳ nhanh hết pin. Hello mọi người. Tại sao lại bảo anh bắn gà vậy? Bởi vì anh đai mà ngay cái lúc mà giải đấu tôi chơi ấy, tôi kiểu tôi bật ngay cái
đang chơi trên sắc 2 nhỉ. Hello game của Tạ nhá. Lúc nãy là em chơi trên sắc 2 mà nói chung là thôi kệ đi. Đây bây giờ là live 18 plus, không hiểu sao hôm sáng nay bị lỗi từ hôm qua nhỉ. Em cập nhật lên iOS 12.3 bị lỗi cái capture nó bị xoay ngang màn hình, xoay dọc chứ. Là không live được nên là phải live bằng con sắc 2 thì 30 FPS nó cực kỳ giật. Kìa nhà mày. Chơi một xíu thì đã quen bắn trên con 8 plus hơn anh em ơi. Vẫn như xưa mười củ là chuẩn nha. Sang một mười củ đắt hay rẻ vậy anh chị ơi? Em ơi bữa nay là sang một còn 8,5 triệu chơi cũng được. Nhưng mà bữa nay là anh livestream chất lượng nó ok hơn nên là anh sẽ không live bằng sang một nữa, vì là sang một không hỗ trợ HDMI em ơi. Ok, cảm ơn anh game của Tả đã vào tham gia comment trong phòng của em. Thank you anh. Anh sẽ cố lên nha. À, đơn giản là tôi mới xuống danh Bạch Kim 2 đấy, bởi vì là chơi nãy giờ gãy cánh nhiều quá. Coi như là test, đang là test để chơi game thôi à. Chơi được khoảng một tuần chắc là quen. Quả đầu của chuối cũng xích kẹo. Để kiểu... Thật ra tóc tôi để freestyle anh em ạ. Đeo cái tai nghe và nó thành như thế cho như thế luôn, để freestyle. Game của Tạ thì cũng là một streamer về bên game Free Fire nha. Các bạn nào có thể là follow để ủng hộ cho game của Tạ nhé mọi người nhé. Sao bị đánh xác đó là sao hả anh ơi? Em không hiểu lắm. Anh chưa khỏi ốm, nó mới đang kiểu như là bị mũi, nó bị chảy nước mũi. Không sao, vẫn lại được với anh em ok. Anh game của Tạ có cả iPhone X Live Game nên tôi chỉ có 8 plus thôi các bạn ạ. Ui chết giờ. Thôi xong, tuyệt vời. Oh my god. Đấy, chuẩn bị tôi xuống vàng này anh em này. Không sao, nói chung là những cái trận sau này chơi càng ngày càng sống lâu hơn một tí, bởi vì là từ từ thì mình đã làm quen được với cái cách bắn chiếc con 8 plus các bạn ạ. Bắt đầu. Anh nghĩ rồi đang hỏng điện thoại. Ủa, cũng bị hỏng anh. Em cũng bị hỏng nữa anh ạ. 8 plus này hôm nay mới reset lại được ấy. Reset lại cái lúc mà em đang live stream ấy. Phải reset bằng cái U3 tút gì ấy. Cái iTunes nó không reset được, nó cứ lỗi hoài rồi. Reset bằng cái app đấy thì lại ngon. Nói chung là ổn. Game của Tạ, à đúng rồi. Xong giải sát, ok anh ơi. Anh em mua sắc 1 bây giờ chơi game lại ổn, sắc 2 thì chưa hỗ trợ 60fps. Mình cũng đã nhờ bên Gana Free Fire cũng như là email các thứ đang chờ hỗ trợ thôi. Máy mới ra chắc là chờ một khoảng thời gian nó sẽ hỗ trợ. Chú xích kẹo ngủ trễ quá, hôm nay chú like muộn đấy cháu ạ. Cháu cố gắng chịu khó xem like của chú kẹo nhá. Chú like muộn đấy cháu ơi. Ok anh em ạ. Khẩu thân anh game của Tạ bị hỏng điện thoại. Úi dồi ôi, kẹo cũng đang bị hỏng điện thoại này anh em ơi. Không sao, mày còn có con 8 plus live tạm. Nói chung là cứ mua dự phòng vài máy. Đấy. Chú xích kẹo tóc vàng giống cháu quê. Ui cháu tóc vàng mà cháu. Chú sợ cháu rồi. À Mi Ngọc không phải là cháu đâu. Như là cái bạn này bằng tuổi mình ấy. Không, tóc mình tóc trắng nhưng mà đây là đèn vàng. Đèn vàng anh em ạ. Nó lại suy ra cái kiểu tóc này. Vút lên đấy. Tóc tôi để Free Fire. À Free Side. FPS thì chắc đợi OB15 anh ơi. À em ơi, ok anh ơi. Em vẫn đang đợi. Tầm khoảng 2 tháng nữa thì nên là em quyết định là bán luôn sắc 1 và đổi qua live bằng 8 plus anh ạ. Sắc 1 nó không hỗ trợ HDMI ấy. Bữa nay nhu cầu em muốn live nét tí cho mọi người xem. Thế nên là không bán luôn sắc 1, không live bằng sắc 1 nữa. Chuyển qua live bằng iPhone 8 plus thì nó hỗ trợ HDMI, live nó nét với lại nói chung là rất là ok. Đây là em chưa chỉnh cái contrast với lại phần huê session nữa thì nó sẽ ok hơn. Ba phát nhẹ nhàng các bạn ạ. Từ từ và mình đã cảm giác là mình quen tay hơn với con máy này. Không sao, sau 2 ngày không xài 8 plus, ngày hôm nay mình quay trở lại. Thật ra là mình cũng xài 8 plus được đúng 2 ngày nữa. Tính ra là ngày hôm nay là ngày thứ 3 test game trên 8 plus các bạn ạ. Đã tập chơi. Anh luyện chơi giả lập đỡ mà khó PCL nên không quen nút. Em cũng vậy nhớ.
đang chơi trên con 8 Plus thì màn hình nó 5.5. Bây giờ nói chung là cái gì cũng khó khăn anh ạ. Đang lựa chọn giữa ba máy thì thấy là 8 Plus live game nó ổn nhất, bởi vì là con S9 thì đồ họa trong game ấy chơi nó hơi khựng khựng, với lại đồ họa trong game nó hơi xấu xấu khi mà để lên live và capture. Còn nếu mà dùng cái con vé sắc 1 thì không hỗ trợ HDMI, coi như là vứt rồi. Đấy, không xài nữa. Sắc 2 thì hỗ trợ 60fps, chơi nó giật kinh khủng. Còn đối với 8 Plus thì ok, mỗi tội pin hơi yếu. Không sao cả, lái tạm vẫn cứ là ok các bạn ạ. Pin yếu nhưng mà mình ui, đây này. Tại bên thấy em thấy là một số streamer đang cũng livestream chơi giật lập ấy. Nếu mà chơi quen thì nó cũng hay. Chơi thứ nhất không hại pin, thứ hai là đỡ mỏi cổ mỏi lưng các thứ. Anh đỡ ốm nhiều rồi em ơi. Một máy tính bàn chơi cho dễ đây. Đây mình có một con laptop gaming, lại một con máy tính bàn mình chuyên nhấn lộn anh em ạ. Nhấn lộn nhá. Có một con máy tính bàn nhá. Lại một con laptop mình chuyên. Laptop thì mình để đọc comment là chính thôi, chứ còn không để làm gì cả ạ, mọi người ạ. Đổi qua cái tay xuống hai bên này. Chắc cháu bật điều hòa nóng ghê đây này. Nếu mà live bằng iPhone ấy, mình phải dùng một cái quạt này nữa này, quạt tản nhiệt này anh em này. Đó. Mát mát các bạn ạ. Quạt tản nhiệt để là khi mà chơi game ấy, iPhone nó không bị nóng lên thì màn hình nó sẽ không bị kiểu như là bị tự động tối xuống ấy. Thì live nó cảm giác ok, phải chơi cả quạt tản nhiệt nữa anh em ạ. Đây cái nút nhảy này, tôi nhấn nút nhảy anh em này. Cậu nhấn rất là nhanh mà nó chỉ nhảy được có một tí thôi à. Để điện thoại cao lên cho anh em thấy này. Đó. Đang test một cái nút thì nhấn nhiều vào anh em cho tôi quen vị trí các nút. Ok. Cứ nhấn nhiều vào là quen, chơi game chắc tầm khoảng một tuần tôi nghĩ là sẽ quen được với con tập lớn này. Nhưng mà lại thấy con này màn hình hơi nhỏ, có 5.5 inch kìa. Giống kiểu là bé tập làm quen với điện thoại anh em ạ. Bé tập làm quen với điện thoại này. Ten. Có xe các bạn ơi, hôm nay cố gắng phấn đấu lên 7.3 đi ngủ là vừa. 7.3, 7.4, 7.5 đi ngủ là vừa anh em ạ. Tại vì sau khi chúng ta được mọi thứ nó đều khác mà anh em ơi. Ui. Chạy đâu rồi ấy, ui, nhấn lộn vào màn hình các thứ liên tục. Đây vẫn đọc comment của mọi người mà, mọi người nhớ follow cũng như là chia sẻ livestream để ủng hộ cho kẹo nha, thank you nha. Và chúc anh em xem live vui vẻ nha, kìa, sau xe này, yes. Gì mà căng em ơi, anh mà chơi quen 8 Plus thì chú không tuổi gì nhá. Không nhận hôm nay gỡ cái cường lục của con 8 Plus ra chơi sướng hẳn anh em ạ. Bạn nào mà hay chơi game ấy, tốt nhất là không nên dán cường lực cho tất cả các dòng máy nhá. Cường lực còn là miếng dán hình nhá. Đã chơi game thì không dán anh em ạ. Mà đã dán thì đừng chơi game, như thế nó mới mượt anh em ơi. Cảm ứng nó rất là sướng tay. Nói chung là iPhone này mặc dù là nó không có mắt thật tóc như con Sắc 2, nhưng mà thật sự là bây giờ đang chơi rất là ngon, đơn giản là nó có 60fps, chơi rất ngon, rất ổn anh em ạ. Ok, qua đây cái nào và chưa thấy ai cả anh em ạ. Chắc là mình sẽ, nếu mà Black Shark 2 OB15 mới có ấy, thì mình sẽ chơi con tablet này có lẽ là vài tháng các bạn ạ. Đổi vài tháng qua live bằng tablet, xong bữa sau phải live bằng Shark 2 sau. Tại tạm vài tháng bằng 8 Plus nha các bạn ơi, hiện tại em vẫn đang bật là mắc đồ họa cao. Em một mình ba máy này, anh cũng vậy em ơi, một mình ba máy. Qua đây con nào các bạn ơi, qua đây con nào. Có lẽ là mình sẽ nên đi tạm xe lam nhỉ, đi tạm luôn các bạn ơi. Anh chơi giỏi thật đấy, đấy lúc nãy có những bạn còn comment là mình chơi ngu đấy mà, bởi vì là mình nhẹ. Mình chưa quen tay thôi, chưa quen máy 8 Plus thôi nha em ơi, chứ còn là quen thì kẹo sẽ quyết định là gánh được bình thường. Không sao cả, mọi thứ nó cũng đơn giản thôi. Ủa chết mẹ, quay lại vả nó. Thằng nào láo, bắn xe xin kẹo cơ, ok. Quay lại vả nó luôn anh em, vả nó luôn, format này. Đâu rồi em đây à? Tức nghĩa là nó ở trên nhà gà ấy. À không, đã rất gần này. Nhấn thứ ba mình còn chưa nhấn quen nữa cơ. Yes.
Mình có nhấn vào cái đặt setting các kiểu nữa. Đậu xanh. Kẹo chơi gà có đi mà anh em ơi. Không sao cả, từ từ rồi là chơi sẽ quen tay và sẽ gánh team được thôi anh em ạ. À, mình sẽ lấy ông ngắm mục đích này, ngon. Quá tuyệt vời, mình đã có được ông ngắm mục đích này. Rồi nhá. Ờ, đạn tiểu liên không biết là mình còn nhiều không vậy. Không có, không có. Chạy qua đổi qua motor sắc lái xe nha anh em ơi. Cháu có hai cái riêng thôi. À, phía trước có người nhá. Ok, hello anh em. Chúc anh em xem live vui vẻ nhá. Cảm ơn 1210 bạn đã xem live nhá. Đây là những fan chân chính của cả. Còn những cái bạn mà chuyên spam chửi thì mình thật sự mình rất ghét. À, mình xin 599 nha anh em ơi. Thế giờ này vả nó luôn. Vả luôn thằng kia phải chạy à. À, quay lại. Anh chỉ quen trên 8 plus rồi nha em ơi. Vào đây, anh vả chú luôn này. Xế luôn anh em ạ, thằng này. Mày chạy đâu? Đây à? Qua đây. Đúng rồi, qua đây. Chạy à? À, tưởng gì. Thật ra thì mình mới chỉ hơi quen tay nhưng thực sự là tay bắn vẫn hơi bị gượng một tí, nhưng mà không sao. Bắn gượng một tí không sao, dẫu sao thì mình cũng đã là quen hơn. Nói chung là thời gian để mình chơi quen tay con tập rất được trong một buổi livestream sẽ là mất một tiếng anh em ạ. Bạn anh kẹo lúc chăm chú chơi game mình cô te thế. Buồn ngủ phải ráng mở mắt để xem. Ok, sẽ có top 1 cho anh em nhá. Anh em yên tâm, sẽ có top 1 nhé. Một cái pha vứt xe mà đi vào lòng người các bạn ạ. Vứt xe đi vào lòng người luôn. Đậu xanh. Lên bảng điểm số đi em ơi. Bật ống ngắm thao tác của mình còn chưa quen đấy, bởi vì là cái này là đang chơi 8 plus, chưa quen. Thao tác bật ống ngắm của kẹo chưa quen nhưng mà không sao. Được rồi, có người các bạn ơi, đang rất là gần. Nó có chạy mà chắc à? Phải không vậy? Phía trên các bạn. À không phải, Slam mày chết với anh rồi em ơi. Slam mày tới số rồi mẹ. Ok, đã xong, yes. Slam thì tới số rồi nha em ơi. À, anh nhuộm tóc lâu rồi em ơi. Không phải mới đâu, tóc lâu rồi. Cũng khá lâu rồi, từ khoảng 2 tháng rồi em ạ. À đâu, mấy 1 tháng thôi à? Cố ra kìa anh, thôi anh bỏ lỡ rồi thôi em ơi. Không cần nữa em ơi. Là kẹo mày đọc comment của anh em ấy, nhiều khi là không để ý. Thế nên là thôi, bỏ lỡ rồi thì đánh thôi vậy. Để có được thẻ tạo phòng các bạn sẽ phải là tham gia cái đua top quân đoàn anh em ạ. Thì mới có được thẻ tạo phòng, cũng khá rất khó đấy. Lên xe cái nào anh em ơi. Ok. Tập chơi game trên 8 plus nhỉ anh em. Mỗi tôi là iPhone mà cái lúc record nó hơi bị chán. Thực sự là mình cần một cái khoảng thời gian để mình chơi game á. Sau khi mà đã chơi game quen rồi thì điều khiển nó cũng dễ thôi. Anh em cứ tưởng tượng là anh em mua một con máy mới, anh em sẽ mất thời gian chơi game. Tôi thì trung bình là cứ một tiếng là chơi quen trên con tập lớn này. Lúc đầu thì có thể chết hơi nhiều, nhưng mà chơi quen nhấn nút thì đã quen được những cái nút và vừa like vẫn vừa lấy motor chắc để chạy nha anh em. Có người này. Kia, xuống xe. Hacksock vỡ đầu. Thanh niên láo với kẹo hả? Rồi nha các bạn, nhớ follow để ủng hộ cho xin kẹo nhá. Ai là đến mấy giờ vậy? Hôm nay thì kẹo sẽ live đến 12 giờ nha các bạn ơi. Live đến 12 giờ kẹo nghỉ nhá. Thế rồi xong mấy cái đứa rơm này. Kìa, nữa hả? Giáp 4 luôn cả. Xong. Máy này có 60 FPS này, bắn cho nó vật lên vật xuống anh em ạ, không phải ngại bất cứ một thằng nào cả. Đó, ok. Lên xe thôi mọi người. Còn lại 8 thằng nữa. Em thấy anh bình luận chậm thế này hay hơn, có lẽ là do giọng anh nó đang ốm thôi em ạ. Thế là anh không nói nhiều ạ. Giọng anh thì anh thích bình luận cao cực kỳ một thằng này. Một thằng nữa anh em ơi, chúc anh kẹo luôn đẹp trai. Ok, thank you. AFK hả? Hello bạn ơi. Hello bạn ơi, vỡ đầu. Cầm mấy cái đứa này buồn cười ghê vậy.
Thế là sau bạn thứ 9, cái kẹt nào gọi drone thính cây, anh em ơi, lên lên, lên luôn. Đây trên này. Jeffrey không giành kính cường lực luôn hả anh? Này anh vừa bóc vỡ kính cường lực này. Đó. Ức chế quá anh em ạ, bởi vì là chơi iPhone. Nói chung là anh em mà chơi game ấy nên là loại bỏ cường lực. Không giành cường lực làm gì cả, nhất là cường lực nóng máy này thứ hai ấy. Là chơi nó đậu xanh. Thằng nào gọi vậy? Thằng nào gọi drone thính vậy? Thứ hai chơi chơi nó cảm ứng không mượt mấy. Em mua xong một về xong một chơi game quá mượt mà rồi em ơi. Có sắc 2 thì hơi gặp vấn đề xíu. Thằng nào gọi drone thính đấy nhở? À đây rồi. Thằng em đây rồi. Nào em. Nó đâu rồi mọi người? À trên này. Trong nhà. Hai đứa đang xế nhau. Gắt rồi nhá. Kìa. Mày chạy với anh nhở? Ok, một tông. Một thằng ở trong này nữa à? Để coi thằng nào trong này. Để kẹo coi, ui. Let's go. Thằng nào vậy anh em ơi? Đây rồi anh em ơi. Thế là xong 11 kill. Nếu mà kẹo chơi quen thì mọi thứ nó rất là easy thôi anh em ơi. Chơi quen trên 8 plus thì nó đơn giản thôi. Lên xe săn mạng nữa nào anh em ơi, 2 mạng nữa, kìa thằng nào gọi. Ui, AWM à, sợ quá nhỉ. Đây rồi các bạn ơi. Nào. Hôm nay là quyết tâm lên lại rank 7 kim 3, 7 kim 4 gì, out game là vừa. Quá đơn giản và vỡ luôn con xe của mình. Sang 2 thì phải xịn hơn chứ nhỉ, nhưng mà game nó chưa hỗ trợ sống FPS. Thế là đổi qua lại mẹ PUBG anh em ạ, tôi thề luôn. Hơi bị chán game Free Fire các bạn ạ. Sắc 2 chơi PUBG ngon lành, anh em chơi Free Fire cảm giác muốn đập máy thằng cuối kia. Thôi xong, nhấn lộn vào nút nguồn. Đậu xanh các bạn ơi, nhấn lộn vào nút nguồn. Thật sự là chán quá đi à, vẫn chưa quen. Ui, này, ping 99 cộng các kiểu này. Thôi xong rồi, xong đời kẹo rồi anh em ơi. Đấy cái kiểu nhấn lộn vào thì chịu rồi. Ok. Mà không lắp vỡ màn hình mệt lắm. Ui, mệt thay màn hình mới anh em ơi. Riêng game thủ, ví dụ như là máy con S8 8 lớp này mình chuyên chơi game ấy, thì mình sẽ vứt một góc luôn, vứt trên bàn làm việc luôn. Rơi vỡ thì chắc chắn là phải chấp nhận rồi. Nhưng mà chơi game nó mượt hơn là một cái điều chắc chắn. Ok, cố top 1 anh em ơi. Để anh em đợi lâu quá rồi đấy. Bữa live stream ngày hôm nay chưa trận nào top 1 cả. Để anh em đợi hơi bị lâu nên là hôm nay sẽ cố gắng top 1 cái nhỉ. Ok. Nó thấy anh game của tạm buồn, thật sự là nó là sự thật như vậy mà em ơi. Mua sắc 2 về chẳng để làm gì cả, thì là một cái điều mà mình cảm giác hơi buồn. iPhone của mình nó đang tối màn hình rồi. Chỉ còn lại độ sáng 50%. Đâu rồi, người đâu? Người mình cảm giác nó khá là gần ở đây mà. Chỉ ở đây thôi nha em ạ, không ở đâu đâu. Cố top 1 nhà anh em ơi, trận này ok top 1 anh em yên tâm, không phải lo. Nhắc thằng nào vừa dựng tấm băng đấy, hả? À đây à? Cây à? Ui leo cây à? Leo cây à? Ui, leo cây à? Ui, leo cây à? Em giống tuổi gì em, tính chơi với anh à? Yes, tuyệt vời. Vỗ tay anh em. Vỗ tay, top 1 rồi các bạn ơi, top 1, 13 kill. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.